Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đã truyền hình SPTN. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9. Chiều ngày 10 tháng 9, lễ tiếp đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức cao cấp dành cho các nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón rước. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, sau nghi lễ đón tiếp, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp Hoa Kỳ tiến hành hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội, Chủ nhật ngày 10 tháng 9. Việt Nam và Hoa Kỳ đồng tuyên bố thành lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, tôi và Ngài Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước vừa quyết định thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Việt Nam is a critical power in the world and a bellwether in this vital region, and I look forward to continuing this new chapter in the story of our nation. Tổng thống nói, Việt Nam là một cường quốc quan trọng trên thế giới và là người dẫn đầu trong khu vực quan trọng này. Và tôi mong muốn việc này tiếp tục trong lịch sử của dân tộc chúng ta. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam, tăng cường an ninh y tế toàn cầu và thúc đẩy phương pháp điều trị ung thư HIV và tăng cường hợp tác an ninh bao gồm cả chống buôn bán người. Tôi cũng nêu lên tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của chính quyền của tôi và của người dân Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn vấn đề đó. 10 năm trước, khi tôi là phó tổng thống, chúng ta đã đạt được một cột mốc mới với việc khởi động mối quan hệ đối tác toàn diện ban đầu. Tôi vô cùng tự hào về cách các quốc gia và người dân của chúng ta đã xây dựng một niềm tin và sự hiểu biết trong nhiều thập niên, cũng như nỗ lực sửa chữa những mối quan hệ đó và hàn gắn di sản đau đớn mà chiến tranh đã để lại cho cả hai nước chúng ta. Quý vị, sau đây là ý kiến của những người Mỹ gốc Việt về việc Việt Nam và Hoa Kỳ đồng tuyên bố thành lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thì tôi nghĩ đây là một cái việc rất là đáng mừng đối với tất cả những doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư vào Việt Nam. Cũng là một cái sự ký kết mà để chính phủ Hoa Kỳ có thể làm mạnh dạn hơn cũng như có đồng minh để mà bảo vệ cái đường hàng hải tại vùng biển Biển Đông, cái nơi mà có rất nhiều hàng hóa xuất nhập khẩu đi ngang cái vùng đó, mà từ lâu nay là bên Trung Quốc luôn luôn là coi như là nó là chủ quyền của họ khi mà họ đặt ra đường lưỡi bò 9 khúc, hoặc là bây giờ là gọi là đã lên tới 10 khúc. Thì tôi nghĩ cái này là cái Việt Nam đã đi đúng và Hoa Kỳ cũng đã đi đúng, để cả những doanh nghiệp của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam
an tâm hơn khi nhìn thấy cái tầm chiến lược đã được coi như nâng, và đặc biệt là toàn diện, thì cái này là có cái sự bảo đảm về vấn đề đầu tư tại Việt Nam, cũng như là cho thấy rằng có cái sự bảo đảm không phải chỉ có vấn đề đầu tư giao thương, mà kể cả về mặt chiến lược, về mặt an ninh quốc phòng của Việt Nam cũng sẽ được bảo đảm. Những nhà đầu tư của Hoa Kỳ sẽ rất là yên tâm để mà đầu tư vào Việt Nam, cũng như chúng tôi sẽ rất là yên tâm khi mà cái tầm quan hệ chiến lược toàn diện được đôi bên thỏa thuận và ký, thì như vậy thì cái việc mà đầu tư lâu dài không như cái kiểu mà đầu tư mà còn lo ngại sợ sệt về vấn đề kinh tế, vấn đề an ninh quốc phòng của Việt Nam, vấn đề chính trị không được như là an toàn cũng như chưa có ổn định, thì các nhà đầu tư sẽ lo. Bây giờ thì sau cái nâng tầm này thì tôi nghĩ rằng tất cả những doanh nghiệp mà Hoa Kỳ muốn đầu tư vào Việt Nam họ sẽ rất là yên tâm. Chúng tôi là Brian Đỗ, là ủy viên giáo dục Eastside Union High School District. Khi mà Tổng thống Biden cùng với nước Hoa Kỳ muốn nâng cấp cái sự quan hệ của nước Việt Nam chúng ta, thì chúng ta cộng đồng tị nạn cộng sản của chúng ta cùng phải mang nâng cái tiếng nói mạnh lên, để mang cái tiếng nói sự đòi hỏi sự nhân quyền và đòi hỏi cái sự quyền lợi của người dân ở nước Việt Nam nữa, chứ không phải vấn đề chỉ vấn đề thương mại thôi. Thực tế thì khi mình nâng cấp ngoại giao đó, thì Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ nó lại gần nhau hơn ở trong vấn đề mà ví dụ như quân sự cũng như là những cái vấn đề về chiến lược. Cho dù bây giờ có ký đi nữa thì Cộng sản Việt Nam vẫn là một cái anh tráo trở, và dĩ nhiên là anh vẫn tìm cách để mà bám đuôi với Trung Cộng. Thành thử ra đến giờ phút này thì chúng tôi vẫn chưa thấy một cái hình ảnh nào mà có vẻ như là một cái quyền lợi thật sự cho người dân Việt Nam. Bởi vì người dân Việt Nam thì luôn luôn là một cái trạng thái của những cái người bị trị, và chính vì vậy mà cái điều này nếu xả ra đi nữa thì cũng chỉ là quyền lợi của một phe nhóm, quyền lợi của một đảng Cộng sản, không có thể nói rằng đại khối của dân tộc Việt Nam. Thì cái chuyện này đối với nhân dân vẫn là những con người thua thiệt. Chúng tôi là Phương Nguyễn, đại diện cho thượng nghị sĩ từ bang California, Decortesi. Chuyến đi của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam đó là vấn đề rất có lợi cho chính phủ của cả hai nước và những người dân Việt Nam, và công cuộc đấu tranh của những người Việt Nam tại hải ngoại vẫn tiếp tục theo các công việc mà họ đã làm từ suốt 49 năm nay. Chuyến đi hết sức quan trọng, và theo tôi hiểu là chúng ta và ông và quý đại ta nhận thức rằng, đã thấy rằng Trung Cộng đã dần dần làm áp lực trên Biển Đông. Một mặt thì nói là sự hòa bình, nhưng một mặt thì lại dùng vũ khí, dùng quân sự để mà gia tăng cái sự hiện diện trên vùng Biển Đông, và là áp lực không những thế với Việt Nam trong nội địa và Việt Nam về vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội. Thành ra Cộng sản Việt Nam bây giờ nhận thức rằng muốn canh tân, muốn đối chọi lại với Cộng sản Trung Cộng thì phải có sự canh tân về kinh tế, mà kinh tế thì quan trọng nhất về vấn đề kỹ thuật. Như vậy thì cái công cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại nó có lợi hay có hại trong cái vấn đề bang giao? Nó sẽ khó khăn hơn, tại vì cần sự thay đổi của tâm trí của giới trẻ, thì tôi hy vọng là mình sẽ tiếp tục phải tranh đấu tầm chuyện đó. Tuy nhiên là tôi mong rằng trong tương lai mình phải tiếp tục sự đấu tranh bằng các giới giáo hóa, mình phải hết sức khôn ngoan để truyền bá lại cái tư tưởng dân chủ cho giới trẻ về vấn đề quyền lợi dân tộc, và nhất là tinh thần quốc gia dân tộc, mình phải nêu cái đó lên rất là quan trọng. Tại vì Cộng sản Trung Cộng, đây là một bài học của Trung Cộng mà Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã theo, là họ tương đương cho rằng tinh thần quốc gia dân tộc tương đương với là tinh thần trung thành với Đảng Cộng sản, thì mình phải phân tách chuyện đó với thế hệ Việt Nam. Thì tôi hy vọng với cái sự công việc có sẵn, và người ta sẽ dần dần ý thức được, và chúng ta ở bên nước ngoài, ở đây ngoại quốc ngoại sẽ phải làm công việc đấu tranh tinh thần cực kỳ, mà phải tinh vi hơn nữa đối với giới trẻ Việt Nam khi họ có công việc làm trong tương lai. Thì cái vấn đề mà Tổng thống Biden tới nước Việt Nam có một nhiều vài khía cạnh chúng ta nên phân tích một chút xíu. Khi mà Tổng thống Biden tới nước Việt Nam, là dĩ nhiên là cái lý do quan trọng nhất đối với nước Hoa Kỳ là sự cân bằng, sự ảnh hưởng của nước Trung Hoa tới cái Biển Đông. Thì đối với cái quan niệm của con những người mà quan tâm về cái lãnh thổ của nước Việt Nam, ít nhất vấn đề gọi là Hoàng Sa Trường Sa, thì dĩ nhiên là nếu mà nước Hoa Kỳ có một sự liên hệ sâu hơn với nước Việt Nam,
thì nó có thể nó mang lại một số ảnh hưởng mà nó tạm ngừng hoặc chậm lại những sự bành trướng của nước Trung Hoa ở Trường Sa và Hoàng Sa. Chúng ta thì vay mong là những người tị nạn và những người vẫn còn quan tâm với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, chúng ta cần mang tiếng nói chúng ta lên. Thì vay mong là chúng ta tìm một cách hiểu làm việc với nhau. We need to continue to work together and we need to raise our voice to fight for human rights and democracies in Vietnam. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN.